Không khí lạnh tăng cường khiến cho nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hưng Yên những ngày qua xuống thấp. Ghi nhận có mức nhiệt từ 7 đến 8 độ C, lại kèm theo mưa khiến cho nhiều người cảm thấy tê buốt khi ra đường. Và giữa cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, công việc mưu sinh của nhiều người trở nên khó khăn vất vả hơn gấp nhiều lần. Đeo găng tay làm hàng nó không được sạch cho khách hàng, thì mình phải khắc phục thôi. Vì cuộc sống, mỗi người một nghề, dù rét thì chăng nữa vẫn phải khắc phục. Bình thường thì chúng tôi là cứ dậy từ 4 giờ, nhưng mà rét mướt là thì chúng tôi có thể dậy muộn hơn, mặc tăng áo ấm lên để giữ cái nhiệt độ. Dưới cái rét 9 độ của buổi sớm nay, những người bán hàng đã trang bị thêm áo ấm, đồ bảo hộ để bày bán hàng hóa, duy trì công việc hàng ngày của mình như thế, mặc cho sự khắc nghiệt của thời tiết khiến họ phải suýt xoa từng hồi. Bên cạnh những sạp hàng, đôi khi có thêm bếp củi nhỏ, đốt vài quả bổ kết để sưởi ấm cơ thể, quên đi cái lạnh để tiếp tục mưu sinh. Từ 4 giờ sáng, là thực sự là nó buốt, buốt thấu tim luôn đấy, chứ không phải buốt đơn giản. Thế xong ra đến đây thì là chị lại có lấy một cái bếp lò, chị gầy những cái củi lên, gừng này, xả này, bổ kết này, tỏi. Đấy, chị cứ cho đâu vào là chị đun lên đấy để cho bà con cùng ngồi sưởi ấm với chị. Trên cánh đồng lúa mới vụ Trương Xuân của thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động, anh Sử, bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng người dân đang miệt mài chạy máy bơm nước, khơi thông dòng chảy để đảm bảo lúa không bị ngập úng, thối rễ do mưa nhiều trong những ngày qua. Có nơi ngập sâu, anh em phải lội nước để đào bờ, đắp đất, ngăn nước, mặc cho sự giá buốt của gió lạnh và nước mưa. Mặc dù là thời tiết đến thời điểm này cũng đã mưa, cũng đã tạnh nhưng mà vẫn rất là rét. Nhưng mà anh em chúng tôi vẫn tập trung là chỉ đạo cho lực lượng là vẫn tiếp tục là dẫn giữ nước để khắc phục những cái diện tích mà vẫn còn đang bị ứ đọng ở trên đồng ruộng để phục vụ tốt nhất cho cái cây lúa sinh trưởng và phát triển tính đến thời điểm bây giờ. Còn tại những hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Hồng, nơi đón đầu của gió rét và mưa lạnh khi xung quanh là sông nước, những hộ đông dân dường như cũng đã quen với sự khắc nghiệt của thời tiết để chuẩn bị những vật dụng giữ ấm cho cơ thể. Với họ, niềm vui khi cá sinh trưởng tốt, khách hàng ủng hộ, tìm đến mua nhiều hơn khiến cho cái lạnh như vơi đi phần nào. Phòng chống bằng mặc nhiều áo ấm, đội mũ bông ấm và khi ra ngoài là mặc áo mưa. Nhưng hạnh phúc của chúng tôi là mang lại những nguồn thực phẩm cá sạch cho nhân dân, mặc dù có thể lao động vất vả, dù là gió rét và cái thời tiết lạnh, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy phấn khởi và yên tâm với nghề. Dù thời tiết giá lạnh, song mỗi người dân đều có chủ động những biện pháp để bảo vệ sức khỏe của mình. Dự báo rét đậm rét hại vẫn còn kéo dài trong từ 2 đến 3 ngày tới. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân cần lưu ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.